Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm, đó là khám thờ gia tiên bằng chất liệu gỗ Mita đã được sơn son thép vàng Đài Loan theo yêu cầu của khách hàng ở Quảng Ninh. Và sau clip này thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành sẽ đóng gói và gửi hàng ra ngoài Quảng Ninh cho khách hàng đã đặt hàng online. Quý khách ở xa không về được, chúng tôi sẽ làm một video chi tiết tỉ mỉ. Chúng tôi sẽ quay lại và gửi riêng tới gia đình anh cũng như là tất cả các khách hàng trên toàn quốc có thể tham khảo được các cái mẫu sản phẩm khám thờ, ngai thờ, tất cả các đồ thờ liên quan được làm bằng gỗ thì chúng tôi sẽ giới thiệu trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh để xem các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Đây là mẫu khám thờ kỹ của chúng tôi, chân đục hổ phù và phần cổ thì chúng tôi đục phượng hoàng, bên trên phần trương chúng tôi đục long hóa, phía giữa là hoa hồng và tầng diềm trước này chúng tôi sẽ đục là một chiếc cuốn thư. Và phía dưới thì có các cái chuyện mạng diễu xung quanh. Cánh cửa khám thì chúng tôi chạm chữ thọ. Quý khách hãy xem hai cỗ khám thờ gia tiên. Và kích thước chúng tôi cũng báo luôn trong video clip là chiều dài 52, chiều sâu 42 và chiều cao là 81 theo thước phong thủy, thước lỗ ban, đều vào số đẹp, số đỏ. Chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các đồ thờ cúng cửa võng hoành phi câu đối để bàn giao trong đầu tháng 9 tới. Sáng mùng 3 âm lịch tháng 9 chúng tôi sẽ phát trực tiếp tất cả các đồ thờ cúng hoành phi câu đối trường kỳ và bát biểu chấp kích cho quý vị tham khảo. Quý vị nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Trong video này chúng tôi sẽ quay rất chi tiết các cái đường nét hoa văn, họa tiết từ đằng sau lên đằng trước cho quý vị xem. Và phần hồi và phần nóc này chúng tôi làm bằng ván. Toàn bộ ván thì chúng tôi làm dày 2 phân. Trên màn hình các bạn đang xem đây là hoành phi câu đối lòng mo, hàng liền khối, cũng ở Quảng Ninh, nhưng là Quảng Yên, Quảng Ninh. Chúng tôi sẽ bàn giao trong mùng 4 âm lịch tháng 9 tới. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa hai cỗ khám thờ gia tiên bằng chất liệu gỗ Mita được sơn son thép vàng Đài Loan, phủ sơn nhật hay còn gọi là phủ hoàng kim để giữ bóng cái bề mặt của vàng. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách nào ở gần có thể qua trực tiếp tại địa chỉ cơ sở tại làng nghề, có thể xem trực tiếp đồ thờ cúng cũng như đồ gỗ phòng khách. Mà quý khách ở xa không về được, chúng tôi sẽ quay lại video và gửi trực tiếp cho quý khách trên YouTube xem nó thực tế. Quý khách nào có nhu cầu về sơn son thép vàng hãy liên hệ với chúng tôi, cũng như là dát vàng ta, vàng 4 số 9. Hãy liên hệ về 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Quý khách có thắc mắc hoặc những gì chưa biết về đồ thờ, quý khách có thể bình luận phía dưới video. Chúng tôi sẽ trả lời và tư vấn quý khách cụ thể nhất và chi tiết nhất. Cảm ơn quý khách đã xem các cái video và các cái sản phẩm của chúng tôi đưa ra thị trường ngày càng đa dạng, nên là quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật được video mới nhất, và hẹn gặp lại quý khách trong các